Rẽ sang tòa nhà bên trái có cửa vào. Hướng đó bụi đỏ chưa lan đến. Không sao rồi, các cháu đừng sợ. Mọi người uống sữa trái cây Cool, bổ sung năng lượng, lấy lại sức khỏe nào. May mà vừa rồi chúng ta tới kịp. Sao các cháu lại ra công viên chơi vậy chứ? Bọn cháu muốn được chạy nhảy, chơi thể thao ở bên ngoài cơ. Nên bọn cháu trốn cha mẹ ra ngoài đó. Không phải TV đã cảnh báo là phải hạn chế ra ngoài sao? Bụi đỏ nguy hiểm lắm đấy. Nhưng mà bọn cháu muốn được vận động. Ở trong nhà hoài, chán lắm luôn. Dạ, mấy bài thể dục trên TV bọn cháu thuộc hết rồi. Cả nhà có sao không ạ? Các bạn nhỏ đã an toàn cả rồi. Còn đánh lạc hướng tốt lắm tắm thuốc. Con đã nhờ các bạn một câu đó. Đám bụi tưởng chúng ta chạy về phía bên kia, nên giờ chắc đã đuổi xa lắm rồi. Cậu dụ đám bụi đó về phía mình như vậy, bộ không sợ bị chúng làm cho kiệt sức sao? Không sao hết, vì mình đã có ba lô hoodie Queen đây rồi. Bả bối này tạo ra một lớp bảo vệ khiến bụi khói không thể chạm vào mình. Hay quá, wow. Mình cũng muốn có một chiếc ba lô hoodie Queen. Như vậy mình có thể ra ngoài chơi mà không sợ bụi đỏ nữa. Nhưng vẫn còn những con bụi to nguy hiểm hơn nhiều. Với tình hình trước mắt này, các cháu vẫn nên nghe lời người lớn ở trong nhà và tuân theo hướng dẫn trên loa thông báo thì hơn, để không xảy ra trường hợp nào như vừa nãy nữa. Dạ. Vâng ạ. May mà gia đình nông dân siêu phàm chúng mình có sức đề kháng vượt trội hơn bình thường, nên có thể chống lại đám bụi đỏ. Cũng chỉ là tốt hơn thôi, chứ không phải miễn dịch hoàn toàn. Còn đó, đừng có khinh địch rồi xông vào giữa đám bụi đấy. Đúng là vận động mỗi ngày rất cần thiết, đặc biệt là với trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, mọi người phải ở trong nhà, thì dù có trốn được bụi đỏ cũng bị yếu đi thôi. Cơ bắp sẽ không còn dẻo dai, sức lực cũng không còn nhiều, do ít phải tiêu tốn năng lượng, tinh thần cũng đi xuống vì không được nhìn ngắm bên ngoài. Có khi còn bị béo phì do chỉ ăn rồi nằm nữa. Đến lúc đó đừng nói đám bụi độc, có khi ác nhân tấn công chúng ta cũng khó mà chống lại được. Wow! Xin chào gia đình nông dân siêu phàm. Ông là ai? Dạ, con tàu này là gì vậy? Ồ, phải rồi, xin tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ Nô, một chuyên gia công nghệ và là một nhà sáng chế. Cũng như bao nhà khoa học khác, tôi đang tìm giải pháp để cứu lấy tương lai của nhân loại. Và đây là công trình tâm huyết của tôi, đoàn tàu cứu sinh. Cứu sinh là sao ạ? Có phải giống áo phao cứu sinh sẽ giúp con người nổi lên trên mặt nước không? Thế này nha, tình cảnh khốn đốn của con người hiện tại không thể được giải quyết chỉ bằng một cố gắng của một nhóm nhỏ, mà tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng ngoài kia vẫn có những người mãi không chịu hiểu, cứ nghĩ là có người muốn dọn rác rồi thì mình xả rác cũng không sao. Ta không thể cùng chung sống với những kẻ vô trách nhiệm như vậy được, phải không? Vậy nên với con tàu này, tôi đã thiết kế nó như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ cơ sở vật chất. Tất nhiên là không ô nhiễm, không bụi đỏ. Mọi người sẽ trở thành những công dân xuất chúng của tinh cầu mới. Còn tôi sẽ được tôn vinh muôn đời là vị cứu tinh của thời đại mới. Ủa, vậy là ông nghĩ cho loài người hay là ông nghĩ cho ổng vậy? Gia đình nông dân siêu phàm, các bạn cũng là những công dân ưu tú. Tôi cũng mong các bạn có thể góp ý để cải thiện cơ sở vật chất và hoàn thiện hệ thống an ninh, bảo vệ hành khách trên tàu. Dù sao bảo vệ mọi người cũng là trách nhiệm của gia đình nông dân siêu phàm mà, phải không? Sao đáng nghi quá à? Tàu quả mà lại như một thành phố thu nhỏ được sao? Lên tàu rồi có xuống lại được không đây? Đi ngay bây giờ sao? Nhưng chúng ta không thể bỏ nông trại và đàn bò được. Tình hình cấp bách dữ lắm, chúng ta phải đi ngay. Còn đàn bò, chúng ta sẽ quay lại đón sau khi đón đủ hành khách mà còn chỗ. Trên tàu cũng có nông trại, đủ chỗ cho đàn bò.
lô cool chứa được rất nhiều đồ đó. Nên lúc nào anh hai cũng mang theo hết. Mọi người hãy tin tôi, đoàn tàu cứu sinh là công trình xây dựng vì tương lai của nhân loại. Nên tôi đã thiết kế để nó cung cấp cho trẻ em một môi trường tốt nhất, những điều kiện đầy đủ nhất, tiến bộ nhất, để các con trở thành một thế hệ mới ưu tú. Trên tàu còn nhiều, nhiều cái thú vị lắm. Các con có muốn khám phá không nào? Hay quá, có vẻ tiến sĩ Nô là người tốt đó. Tụi con muốn xem thử. Mình lên tàu thử đi papa, mama. Thôi thì tạm thời chúng ta cứ lên xem con tàu có thật là tân tiến như giới thiệu không. Và nếu có gì bất ổn với kế hoạch của ông tiến sĩ Nô này, chúng ta cũng sẽ là người ngăn chặn ngay lập tức. Nếu các con đã muốn vậy thì chúng ta cũng lên tàu đi một chuyến xem sao. Cảm ơn ông đã có lời mời chúng tôi, tiến sĩ Nô. No, vậy thì tốt quá. Xin mời, xin mời. Thôi chết, đám bụi đỏ đã quay trở lại rồi. Mọi người lên tàu nhanh nào. Các cậu, lên tàu thôi. Đợi chúng anh với. Đợi chúng anh với. Để mẹ, hai bố con giữ chân chúng một lúc đi. Đợi chúng mình với. Nhanh lên các cậu. Không tiêu chuẩn, không thể lên nào. Cho chúng cháu vào với. Có chuyện gì vậy, tiến sĩ Nô? Các bạn nhỏ này không phải công dân ưu tú, không thể lên đoàn tàu cứu sinh này được. Vậy có cách nào không? Tụi trẻ cũng là tương lai của nhân loại mà. Xin ông hãy cứu chúng. Thôi được rồi, không phải là không có cách. Xe bay đâu? Đây là ô tô bay không người lái, một công nghệ của đoàn tàu cứu sinh. Nào, các cháu mau lên xe. Đọc địa chỉ nó sẽ đưa các cháu về nhà. Không còn cách nào khác, tụi con lên xe nhanh lên. Papa bự, chớp chớp, mau lên tàu thôi. Mau đi thôi chớp chớp. Thấy hết rồi nha. Gia đình trong dân siêu phàm à. Tiến sĩ Nô à. Đoàn tàu cứu sinh cơ à. Nghe thú vị đó.